cái người chúng ta là một người có đạo đức, thì khi họ chúc ta, điều đó sẽ thành một phần sự thật, hoặc thành hoàn toàn, hoặc thành một phần. Đây là do cái đức của cái người mà họ chúc lành ta. Đây là điều có thật. Còn cái người mà không có đức độ gì, họ chúc ta hoàn toàn không có kết quả. Còn cái người mà nó giả dối, nó đểu cán, nó chúc ta, sau đó ta gặp xui luôn. Đó là cái người mà đểu cán, nói đâu bậy, nó hư đó. Còn cái người mà họ không có cái gì thì họ chúc cười cười chơi thì không có kết quả. Nhưng mà cái người mà có đạo đức, họ chúc ta có kết quả thật, có thật. Đây là cái điều tâm linh mầu nhiệm trên cuộc sống này là như vậy. Đó là lý do mà tại sao ông bà ta đúc kết kinh nghiệm nhiều năm tháng mới tìm ra một cái hiện tượng là cái người xông đất đầu năm. Hay cái người xông đất đầu năm mà giống như họ có cái duyên gì đó thì nó báo một điều là năm đó ta, gia đình ta gặp những điều may mắn. Còn có những người mà họ xông đất rồi, năm đó ta tàn mạc luôn. Điều đó có thật, đừng nói là mê tín. Đây là cái mà ông bà mình đã đúc kết từ nhiều năm tháng, nhiều thời đại mà phát hiện ra điều đó.